Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh YouTube của Bắc Trung Nam. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại. Được thiết kế theo cái phong cách kiến trúc hiện đại với cái tông màu sáng. Trước khi đến với phần giới thiệu về mẫu nhà này thì chúng ta hãy cùng điểm qua lại kênh YouTube của chúng tôi. Để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào, các bạn hãy chạy lên YouTube và gõ Bắc Trung Nam, sau đó ấn vào nút đăng ký này và biểu tượng loa bên cạnh. Một khi có bất kỳ một video nào chúng tôi đăng lên trên kênh YouTube này thì trên trang YouTube sẽ thông báo cho quý vị và các bạn nếu quý vị ấn vào cái biểu tượng loa bên cạnh này. Trên trang YouTube này của chúng tôi thì có rất nhiều mẫu nhà chúng tôi đã thiết kế cho khách và đều làm clip và đăng lên trên này. Các bạn có thể lên đây để tham khảo mẫu nhà. Và để liên hệ trực tiếp với chúng tôi, các bạn hãy liên hệ đến số điện thoại 0788 33 26 26 để được tư vấn bất kỳ mọi lúc. Hoặc các bạn có thể lên fanpage Facebook thiết kế nhà Bắc Trung Nam. Các bạn là lên Facebook và gõ thiết kế nhà Bắc Trung Nam thì cũng có thể tham khảo rất nhiều mẫu của chúng tôi, hoặc là trang kiến trúc Bắc Trung Nam đều có rất nhiều mẫu chúng tôi đã đăng lên trên này. Trên các bài viết thì chúng tôi có đính kèm lên YouTube, các bạn có thể tích vào đây để lên trên YouTube này và xem các mẫu nhà ở trên này cũng được. Vâng, cùng quay trở lại với lại mẫu nhà hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn. Mẫu nhà này là mẫu nhà mái Nhật. Chúng ta hãy đi từ bên ngoài vào bên trong nhé. Đi từ các cái góc cạnh ở phía ngoại thất trước. Về mẫu nhà này á, thì ở dưới tầng 1, tất cả các hệ cửa ở đây chúng tôi sử dụng là nhôm sinh pha, nhôm hệ sinh pha cao cấp. Mái ngói tất cả phần phía trên này được thiết kế cũng là mái ngói các bạn nhé. Nhìn thế này nhưng mà không phải là mái tôn đâu, tất cả là mái ngói hết ạ. Và chúng tôi sử dụng loại ngói Fuji, loại ngói cao cấp bây giờ. Màu chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, điểm thêm một số màu xanh, như các bạn thấy đấy. Chúng ta chỉ nên pha tông màu theo một tông màu nhất định, tông màu sáng hoặc là tông màu tối một chút, thì tùy vào cái sở thích của các bạn. Mà không nên sơn một cách rườm rà lè lẹt thì nó sẽ xấu và nó sẽ không được hiện đại. Cái phong cách xu hướng hiện đại bây giờ là sử dụng một màu sơn các bạn nhé, và có nhấn nhá điểm thêm các cái màu sơn khác. Như vị trí cột này thì chúng tôi có ốp ở phía chân cột này, chúng tôi ốp chân cột bằng gạch thẻ, và cái điểm nhấn nhá ở vị trí thân cột này. Như cột này là cột ốp các bạn nhé, đổ cột 22 xong rồi ốp gạch ở bên ngoài và trang trí tạo bát trên bát dưới. Như ngôi nhà này thì có một sảnh chính và phía này cũng được gọi là một sảnh phụ, đều nằm ở phía trước hết. Lên trên tầng 2 thì chúng tôi sử dụng loại lan can bằng hộp kẽm sơn tĩnh điện, và ở vị trí sân phơi này chúng tôi cũng vẫn đổ mái các bạn nhé, vẫn đổ mái và làm ngói trang trí, có đi đèn downlight âm trần. Vị trí ngoài này thì chúng tôi không làm trần thạch cao các bạn nhé, tại vì ở vị trí này thì mưa gió vào thì sẽ bị ảnh hưởng đến trần thạch cao, cho nên chúng tôi sẽ sử dụng trần bê tông và đi đèn downlight âm trần bê tông. Cái phần này thì nó hơi khó hơn một chút so với làm đèn downlight ở trần thạch cao. Tất cả các cửa sổ thì đều có sen hoa inox bảo vệ các bạn nhé. Đây là một view khác, nhìn được phía bên trái của ngôi nhà. Đây là dạng nhà vườn cho nên chúng tôi sẽ trang trí ở ba mặt, mặt bên phải, bên trái và mặt tiền. Tôi xin giới thiệu với các bạn cái phần mẫu ở cái phần mái này nhé. Để làm được cái mái này thì các bạn hãy đổ bê tông trường ra bên ngoài tầm 60 đến 70 phân tùy theo cái kích thước diện tích của ngôi nhà, để cái phần mái này có thể đua ra theo một cái kích thước để cho nó hợp lý các bạn nhé. Và chiều cao mái như mái Nhật thì chiều cao của nó sẽ thấp hơn so với chiều cao của nhà mái Thái. Cái mẫu mái Nhật này chiều cao chúng ta có thể làm từ 2,5 m đến 3 m, nhưng nhà mái Thái thì chiều cao của mái là 3,5 m đến 4 m, đến 4,5 m tùy theo cái diện tích của ngôi nhà lớn hay là bé. Nếu diện tích ngôi nhà lớn thì các bạn sẽ phải xây cái phần thu hồi mái nó cao hơn, và diện tích ngôi nhà mà bé thì phần xây thu hồi mái sẽ thấp để cho nó cân xứng và nó đẹp. Phần trần này chúng tôi có sử dụng cái tấm ốp gỗ nhựa Brandwood ốp ở vị trí ở trong trần này, rất là đẹp. Và trên đây có một cái tiểu cảnh, đây là vị trí có thể làm sân phơi hoặc là giàn hoa, hoặc là đặt một bộ ghế bàn trà ở ngoài này.
có thể uống trà ngoài sân này rất là đẹp các bạn nhé. Đây là một view khác. Như ngôi nhà này thì chúng tôi có thiết kế thêm phần tầng hầm, phía dưới tầng hầm làm nhà để xe cho gia chủ. Cái phần mái phụ mà đua ra, cái phần này là các bạn khi làm kết cấu các bạn cũng phải làm rất là cẩn thận này. Và nhất định là phải có thiết kế thì các bạn làm ngôi nhà này nó mới đẹp được. Hình thức thiết kế và thi công trọn gói bây giờ nó đang là hình thức phổ biến. Thì cái thời gian các bạn dành bỏ ra để làm một ngôi nhà nó rất là lâu, 5-6 tháng, hoặc nếu các bạn tự làm thậm chí là đến cả năm mới xong một ngôi nhà. Và cái thời gian các bạn bỏ ra để trông coi vật tư, mua vật tư, tính toán vật tư và kiểm kê các kiểu thuê thợ, rất là nhiều cái vấn đề có thể xảy ra, thì tốn rất là nhiều công sức và thời gian. Cái thời gian đấy thì các bạn lại dùng để kinh doanh hay là làm những công việc khác kiếm ra tiền, thì bù vào cái việc đấy thì các bạn lại thuê các công ty thiết kế và thi công trọn gói, họ chuyên nghiệp hơn, họ chuyên về cái lĩnh vực này thì họ làm sẽ tốt hơn các bạn, cũng như các bạn chuyên về lĩnh vực khác thì các bạn làm sẽ tốt hơn chúng tôi. Đây là một view khác của ngôi nhà. Như các bạn nhìn thấy, đây là phía tầng hầm của ngôi nhà các bạn nhé. Phần cốt sân nó nằm ở trên này cơ. Đây là phần tầng hầm của ngôi nhà. Phần tầng hầm này cũng có thể sử dụng làm rất là nhiều mục đích, nhưng mà hiện tại ở đây thì gia chủ đang dùng để sử dụng để xe thôi. Phần phía sau của ngôi nhà thì không có trang trí gì rườm rà, chỉ đắp một số phào chỉ ở khung cửa và chạy một ít phào xung quanh nhà thôi. Các bạn nhìn thấy tất cả cái màu sơn của ngôi nhà này đều là màu trắng và chỉ có nhấn nhá các điểm này thôi. Đây là một view khác của ngôi nhà. Đây là cái view nhìn từ trên xuống. Như các bạn nhìn thấy này, cái phần lam trang trí ở đây chúng ta có thể dùng để treo chậu hoa hoặc là nhưng mà phía trên này là chúng ta có bọn chúng tôi có làm mái kính ở trên các bạn nhé. Phần kính 6.38, kính an toàn 2 lớp có che ở phía trên để chống mưa. Đây cái phần mái đây các bạn nhìn này, đây kiểu này là kiểu mái Nhật các bạn nhé. Các bạn đổ mái bê tông xong đi vì kèo bằng thép hộp kẽm và bắn ngói thôi, không phải xây tường thu hồi, không phải xây đỉnh chóp gì, mà chỉ có đi vì kèo và bắn ngói. Đây là một view khác, nhìn từ trên xuống rất là đẹp đúng không các bạn. Đây chúng ta cùng đến với phòng khách. Trong phòng khách này thì chúng tôi sử dụng cái mẫu nội thất bằng gỗ tự nhiên. Và điển hình ở đây là đang là gỗ sồi các bạn nhé, gỗ sồi Mỹ. Bàn ghế uống nước cũng là gỗ tự nhiên, bàn ghế ăn cũng là gỗ tự nhiên. Và tất cả phần khung bao này là, như các bạn nhìn thấy đây là khung bao này là sơn đấy các bạn nhé, không phải là gỗ đâu nhé. Như khung bao này là chúng tôi sơn, bởi vì bên phía bên ngoài này chúng tôi làm bằng khung nhôm hệ sinh pha rồi, nên đây chắc chắn không phải là khung gỗ, mà đây là chúng tôi sơn giả gỗ. Phía trần là chúng tôi làm trần thạch cao và có đi đèn led H, trần thạch cao giật cấp, đơn giản thôi, không cần làm cầu kỳ. Đây là phần tủ bếp này, chúng tôi sử dụng gỗ công nghiệp MDF có phủ acrylic. Đây là loại gỗ MDF cốt xanh, lõi xanh MDF chống ẩm các bạn nhé, và có phủ một lớp acrylic cao cấp. Đơn giá của nó thì rơi vào tầm từ 2 triệu đến 3 triệu cho 1 mét dài các bạn. Phần nền thì chúng tôi lát gạch tới tông màu sáng để cho nó hài hòa với lại cái màu sơn ở trong nhà. Đây là một view khác ở trong phòng khách và bếp ăn. Cái phần phòng khách và bếp ăn chúng tôi làm thông với nhau luôn. Cái xu hướng hiện đại bây giờ là phòng khách và phòng bếp phải thông cùng với nhau. Và nếu các bạn muốn ngăn cách ra thì chúng ta làm một hệ lam hoặc là một cái vách CNC che ở vị trí này cũng được. Và đây là chúng tôi làm các cái lam trang trí ở phần tủ kệ TV. Lam trang trí này thì bằng gỗ tự nhiên. Và đây là phần kệ TV bằng gỗ, cũng là bằng gỗ tự nhiên luôn các bạn nhé. Đây là một view khác ở trong bếp nhìn rõ hơn. Cái phần tủ bếp này thì gia chủ lại có yêu cầu là bố trí, như các bạn nhìn vào đây rất là đặc biệt đúng không ạ? Một số nhà mới làm như thế này thôi. Đây, vị trí này
chỉ có một số nhà là mới làm bát hương, một bát hương thờ thần tài, thờ thổ địa hay là thờ gì đấy tùy vào nhà họ. Thì đây gia chủ yêu cầu chúng tôi là bố trí một cái phần vách ngăn này là để làm một cái bàn thờ ở vị trí này. Đây là phần tủ bếp này có phần gỗ, phần tủ bếp này chúng tôi sử dụng gỗ công nghiệp MDF có phủ acrylic acrylic cao cấp. Đây là phần kính, kính màu các bạn nhé. Đây là phần phần bếp này chúng tôi ốp kính màu và mặt đá kim sa đen. Đây là một view khác ở trong phòng khách. Bộ bàn ghế này với cái phong cách thiết kế rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là đẹp, hài hòa. Đây. Phần hai vách lam trang trí này cũng tạo nên cái điểm nhấn cho cái vách của cái vị trí này là chúng tôi ốp bằng bằng alu giả đá các bạn nhé. Đây là vách ốp alu giả đá, vách ốp sau tivi. Còn hai vị trí này là nhấn nhá bằng các cái lam trang trí. Chúng ta cùng đến với trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ thì chúng tôi thiết kế theo cái yêu cầu của gia chủ là đơn giản, chỉ có một bàn làm việc, một tủ sách, một tủ kệ để sách và một tủ quần áo. Vị trí này thì có vách che nắng, vách lam che nắng. Và tất cả các hệ khung cửa này là đều là nhôm hệ sinh pha hết các bạn. Với tông màu chủ đạo trong phòng này vẫn là tông màu sáng các bạn nhé. Phần giường này cũng được làm bằng gỗ tự nhiên này. Đây là vị trí một cái bàn làm việc. Bên phía này là táp đầu giường để đèn ngủ thôi. Như các bạn để ý cái phòng ngủ này nhìn rất là đơn giản nhưng mà lại rất là đẹp ạ. Để có được cái bố trí, cái phần công năng như thế này thì các bạn cần phải lên thiết kế trước. Phần nội thất chúng ta đặt ở vị trí nào và đặt với kích thước như thế nào thì khi đấy nó mới đẹp. Nếu các bạn tự làm thì mua đồ đóng sẵn cũng được, nhưng mà đồ đóng sẵn thì giá nó sẽ rẻ hơn nhưng mà cái kích thước của nó sẽ không phù hợp với lại cái kích thước công năng sử dụng ở trong ngôi nhà của mình. Đây là một phòng thờ. Đây là thiết kế của phòng thờ, các bạn nhìn cũng rất là đơn giản thôi. Phòng thờ thì ở phía sau, phòng thờ này thì chúng tôi sử dụng gỗ công nghiệp thôi. Ở phía sau này là vách ốp sau gian thờ và được gọi là vách CNC, ốp với chiều cao là 2m8. Đây sang view này nhìn thấy rõ. Vách ốp này có chiều cao là 2m8 từ cốt trần trở xuống và với chiều rộng là 2m 3m rưỡi. Vách ốp này thì chúng tôi đang làm hiện tại với đơn giá là 1.250.000 trên 1m2 các bạn. Ở đây chúng tôi có hai ban thờ, một ban lớn một ban nhỏ. Đây nhìn, đây là view nhìn trực diện vào trong gian thờ. Vâng, tôi sẽ kết thúc cái phần giới thiệu về ngôi nhà này ở đây. Và các bạn muốn tham khảo thêm về cái muốn xem chi tiết hơn thì các bạn hãy lên trên YouTube hoặc là lên trên trang fanpage kiến trúc Bắc Trung Nam hoặc fanpage thiết kế nhà Bắc Trung Nam đều có thể xem được cái thông tin của mẫu nhà này ở trên đây. Đây, đây là fanpage của chúng tôi. Và để liên hệ với chúng tôi thì các bạn hãy gọi điện đến số điện thoại 0788332626 để được tư vấn và hỗ trợ về thiết kế và thi công trọn gói. Xin chào tất cả quý vị và các bạn.